Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta lại cùng quay trở lại trên kênh Ichimoku Trịnh Phát cùng với, với video nhận định thị trường hàng ngày cùng với em Xuân Thủy. Ngày hôm nay đó là một phiên cuối cùng của tháng 10 rồi và ngày hôm nay thì thị trường lại tiếp tục có một cái phiên hồi phục nữa. À, tuy rằng à, ngày hôm nay thị trường gặp một chút áp lực nhưng mà cho thấy cái lực cầu ngày hôm nay đã quay trở lại đặc biệt và là vào phiên chiều ngày hôm nay và với cái mốc đồng nến hiện tại của Việt Nam Index đang là 1.264,48 thì là một cái mốc đóng nến là cao nhất trong những cái phiên hồi phục gần đây và ngày hôm nay khi điểm số của Việt Nam Index kéo lên được cái vùng 1267,88 1.267,88 thì ở vùng này tiếp tục là gặp áp lực nhưng tuy nhiên một cái sự tích cực ở đây là buổi sáng đó một cái sự điều chỉnh điểm kéo điểm số của Index xuống là 1. 255. Đó, thì đã có cái lực cầu quay trở lại. Và buổi chiều tích cực hơn nữa là đã đóng nến được cái mốc là 1264,48 cho thấy rằng lực cầu đã khá hơn thời gian trước và đặc biệt thời gian hiện tại thì khung đồ thị ngày đã xuất hiện ở cái trạng thái khách sạn và cái trạng thái khách sạn này đã có à, phản ứng đó là kéo cái điểm số của Vietnam Index lên nhưng tuy nhiên vẫn gặp một chút áp lực và vào ngày mai đó thì cái trạng thái khách sạn trong khung đồ thị À, ngày này nó mở rộng hơn nữa thì khả năng rất là cao thì Việt Index sẽ có những cái sự phục hồi điểm tốt hơn và à, chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị H1 anh chị để biết rõ rằng cái vận động của thị trường trong phiên ngày hôm nay nó như thế nào và từ đó dựa vào góc nhìn phân tích kỹ thuật của em thì em sẽ là đưa ra được những cái kịch bản và cái xu hướng tiếp theo của Việt Index cho ngày mai nha anh chị thì với mốc đồng đến hiện tại là 1264,48 việt nam index vào chiều ngày hôm nay đã khá tích cực đó vào khoảng thời gian là từ 2 giờ cho đến kết thúc phiên thì đó là cái khoảng thời gian có lẽ là à, là rung lắc nhất phiên ngày hôm nay khi mà điểm số của index kéo lên được cái vùng là 1.267,88 tiệm cận về mốc là 1.268 rồi thì áp lực đã xảy ra và cái áp lực này nó tác động đến cái điểm số của Vietnam Index đến tận cuối phiên và Vietnam Index chỉ đóng đến ở mốc là 1264,48 thôi nhưng tuy nhiên với mốc đóng đến này như em đã chia sẻ đó là một mốc đồng đến tích cực và có lẽ đó là cái mốc đồng đến cao nhất trong những phiên hồi phục gần đây của Vietnam Index. Và với cái mốc đóng đến này với trạng thái hiện tại thì vào ngày mai đó trong khung đồ thị H1 thì mặc dù Vietnam Index à, đang có cái vùng cản ở bên trên là ở mốc là 1 tiếp theo nữa là một cái vùng cản nữa đó là 1.276,5 đó là hai cái vùng cản giao găm của Vietnam Index và hiện tại thì Vietnam Index đang à, chịu áp lực đó vùng cản của cái vùng mây và cái vùng mây này nó đang có xu hướng là là à, hướng xuống như vậy thì sẽ là một cái à, cái vùng cản nó cũng khả năng ra là gây nên rất là nhiều cái 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 cái, cái uh, chiều hướng thuận lợi của Vietnam Index và cũng uh, với trạng thái hiện tại thì khoảng độ vào phiên chiều ngày mai anh chị. Chiều ngày mai nếu như Việt nam Index trong phiên sáng ngày mai vẫn dao uh, động trong cái biên độ là 1264 và cao nhất là 1267 như với phiên chiều ngày hôm nay thì vào chiều ngày mai đó với cái sự xuất hiện của khách sạn trong khung đồ thị H1. Cái khách sạn này nó có cái tác động là kéo điểm của Index xuống quanh cái vùng 1259 thì uh, cái khách ta, khách sạn này khi nó xuất hiện nó sẽ có cái cái À, cái tác động đến cái điểm số của index là kéo điểm xuống nhưng tuy nhiên nếu như phiên sáng ngày mai Việt Nam index tăng điểm mà có thể vượt được cái mốc là 1267, 1268 đó và tích cực hơn nữa thì có thể là à, vượt được cả mốc là 1273 luôn thì đó là một cái kịch bản cực kỳ là tích cực đối với Việt Nam index trong phiên ngày mai nha anh chị bởi vì cái mốc 1272 này như em vừa chia sẻ đó là cái vùng cản rau găm của Việt Nam Index trong khung đồ thị H1 mà khi một vượt được cái mốc 1273 rồi thì khi đó với cái sự uh, hỗ trợ đó là cái cái vùng hỗ trợ là 1272,5 nó nó sẽ là một cái tiền đề để cho index có thể vượt được cái vùng mây và đồng thời là tiến đến cái cản tiếp theo là cái vùng 1276,5 vào chiều ngày mai tuy rằng cái vùng cản này nó còn hơi xa một chút thì đó vẫn là một cái cái thách thức cho Việt Nam Index vào phiên ngày mai. Và nếu như ngày mai mà vượt lên cái mốc là 1268, 1269 hoặc là 1270 Mà cái áp lực ở cái vùng mây này nó đè nặng đến cái điểm số index Khiến cho điểm số index khó vượt qua được cái vùng cản giao găm là 1272,5 Mà có cái chiều hướng quay đầu Thì chiều ngày mai khi cái trạng thái khách sạn nó xuất hiện và nó mở rộng hơn Thì khả năng index sẽ có cái sự điều chỉnh điểm Đó Nhưng tuy nhiên cái kịch bản tích cực nhất trong sáng ngày mai đó là Việt Nam À, điểm số Việt Nam Index có thể là vượt được một cái mốc 1268 lên được 1270 thì đến phiên chiều cho dù cái khách sạn này nó có tác động như chắc nữa thì Việt Nam Index cũng có thể là kéo về quanh cái vùng là hiện tại là 1264 hoặc là quanh 1262 thôi Đó, và để nhìn kỹ nữa thì chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị 15 phút anh chị thì trong khung đồ thị 15 phút với mốc đóng đến hiện tại là 1264,48 thì vào ngày mai Việt Nam Index cũng đã vượt được cái vùng cản vùng cản hiện tại trong phiên ngày hôm nay của Vietnam Index chính là 1.265,2 đó và đã có khoảng thời gian đó là từ 2 giờ đã vượt qua được nhưng khi đó, cái cây nến trong khung 15 phút này nó test lại thì hiện tại lại là chưa thành công như vào ngày mai thì cái vùng cản này nó suy yếu đi rồi thì Vietnam Index sẽ vượt được cái vùng cản này và nhưng tuy nhiên và ngay vào phiên sáng ngày mai thì cái trạng thái khách sạn trong khung đồ thị 15 phút nó cũng xuất hiện và khả năng rất là cao index lại bị à, tác động và điều chỉnh điểm. Nhưng tuy nhiên, một cái chiều hướng tích cực nếu như phiên sáng ngày mai VN-Index tăng ngay. Đó, bật tăng ngay và quay trở lại cái vùng điểm tích cực là vượt được mốc 1267, 1268. Thì cái việc mà cái trạng thái khách sạn ở trong khung 15 phút này nó tác động đến cái việc kéo điểm xuống thì cũng sẽ ít đi nhưng tuy nhiên nếu như vẫn vận động quanh cái mốc này thì sáng ngày mai rất có thể Việt Nam Index sẽ chịu sự tác động kéo điểm xuống của khách sạn trong khung đồ thị 15 phút mà cái vùng biên dưới của khách sạn này nó chính là cái vùng điểm 1261,7 1262 nhưng tuy nhiên vào sáng ngày mai cho dù cái sự tác động của khách sạn này nó kéo về thì Việt Nam Index vẫn còn cái vùng hỗ trợ đó chính là cái hỗ trợ giao găm trong khung đồ thị 15 phút đó chính là vùng điểm 1262,5 nha anh chị thì với chiều hướng như vậy thì cái kịch bản tích cực trong phiên sáng ngày mai nó so với cái sự điều chỉnh điểm đó thì là nó vẫn là nhiều hơn cho dù là cái điều chỉnh một chút thôi nhưng mà về đến hỗ trợ và đã phản ứng với khách sạn thì khả năng Việt Nam Index sẽ có một cái sự uh, tích cực hơn và hồi phục điểm mạnh mẽ hơn nhưng vào chiều ngày mai khi trạng thái khách sạn nó xuất hiện thì cái việc rung lắc nó xảy ra là sẽ mạnh mẽ hơn thì đó là những nhận định và về phiên giao dịch ngày hôm nay và từ đó em đã đưa ra những cái kịch bản, những xu hướng cho phiên ngày mai Và ngày mai thì nó lại là một cái phiên đầu tiên của tháng 11 Nhưng mà nó cũng là một cái phiên à, giao dịch là kết thúc một cái tuần giao dịch cuối tháng 10 Đó, thì như anh chị chúng ta đã biết rằng là ngày mai nó là cái phiên giao dịch cuối tuần Đó, nhưng lại là một cái phiên giao dịch đầu tháng Vậy thì ngày mai với cái phiên giao dịch cuối tuần đóng đến tuần như vậy thì khả năng rất là cao Việt Nam Index vẫn sẽ cho chúng ta một cái tuần giao dịch là là đóng đến tuần với một cây nến xanh nhưng mà trong à, khung tuần anh chị một điều mà anh chị luôn luôn là lưu ý đó là gì ạ là trong khung tuần Việt Nam Index đã bị kéo về khách sạn khung tuần rồi nhưng tuy nhiên vẫn chưa phản ứng hết vẫn chưa kéo hết về cái biên dưới khách sạn khung tuần thì chính vì vậy mà cái khách sạn này nó vẫn còn tác động đến cái điểm số của Việt Nam Index đó là kéo điểm của Việt Nam Index xuống mà vùng biên dưới của khách sạn này nó chính là cái vùng điểm 1243 1244 này anh chị nhé đó và ngày mai À, ngày mai thì chúng ta kết thúc tuần giao dịch đó, và cũng là ngày mai chúng ta lại bước vào một cái tháng đầu tiên đó là tháng 11 anh chị thì ngày hôm nay đó đã đã là một cái à, cái phiên đóng đến tháng rồi là kết thúc cái tháng 10 thì kết thúc tháng 10 Việt Nam Index đóng đến với một cây nến đỏ là với một cái sự điều chỉnh điểm à, trước đó đó chính là cái tháng 9 anh chị thì Việt Nam Index khá tích cực đóng đến khá tích cực, vẫn là một cái mốc đóng đến cao nhất trong tất cả những cái tháng từ đầu năm đến nay thậm chí tính từ cả năm 2023 cho đến nay nữa. Thế nhưng mà khi mà chưa vượt được cái mốc đóng đến là 1290. Thì Việt Nam Index sang tháng 10 này, đó là cái cây nến tháng bị à, điều chỉnh. Liên tục như vậy thì Việt Nam Index à, cái lực cầu chưa đủ để có một cái tháng đóng đến vượt được cái mốc 1290 thì chắc chắn rồi sang cái tháng 10 này đó là một cái tháng điều chỉnh có lẽ là tích lũy thêm cái lực cầu nhưng mà chúng ta đã trải qua một cái tháng 10 cho thấy rằng là lực cầu đối với Vietnam Index nó chưa đủ mạnh đó thậm chí nó đã thể hiện qua từng tuần giao dịch từng phiên giao dịch cho anh chị mình thấy rằng là gì ạ lực cầu vẫn rất là yếu mốc thanh khoản vẫn rất là nhỏ và mặc dù à, áp lực nó đã giảm đi nhưng mà lực cầu nó vẫn chưa đủ mạnh để có thể giúp cho Vietnam Index là trong cái tháng 10 này nó quay trở lại tích cực và đã đóng đến với một cái cây nến tháng đó là một cái sự điều chỉnh đó và ngày mai chúng ta là vào phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 rất kỳ vọng trong tháng 11 này đó, Việt Nam Index khi mà thoát ra được khỏi vùng mây có nghĩa rằng là khi đó anh chị mình phải hình dung được rằng là khi đó thì Việt Nam Index cũng sẽ dễ dàng tăng điểm hơn nhưng khi mà cái trạng thái mây trong khung tháng nó lại có chiều hướng là là cái biên mây nó hướng xuống như vậy thì cái việc mà điều chỉnh điểm nó để cho Việt Nam Index được cái vùng mây đỡ nó cũng sẽ thấp hơn đó, cho nên là là sang tháng 11 này cái việc tăng điểm nó cũng dễ hơn nhưng mà cái việc điều chỉnh điểm đó, ngược lại thì cái việc điều chỉnh điểm nó cũng sẽ là nếu như có sự điều chỉnh nó cũng sẽ là điều chỉnh là nhiều hơn nha anh chị và chúng ta cùng nhìn về một cái kịch bản xa hơn trong khung tuần đó thì trong khung tuần cái khách sạn khung tuần nó còn vẫn còn đang hiện hữu như vậy và cái việc mà khả năng rất là cao trong khung tuần nó vẫn còn là điểm số việt nam index vẫn còn có thể lại bị kéo về quanh vùng 1243 1244 là bởi vì khi chưa tác động hết phản ứng xong với cái trạng thái khách sạn trong khung tuần như vậy thì khi mà cái khách sạn này nó cái thế khách sạn này nó chưa bị phá thì đồng nghĩa với cái việc là nó vẫn còn cái tác động là kéo điểm xuống mà cái khách sạn tuần này nó sẽ còn tồn tại đến 4 tuần nữa có nghĩa rằng là nó sẽ tồn tại đến tận cuối tháng 10 đó vậy thì trong tháng à, xin lỗi cuối tháng 11 thì đến cuối uh, trong cả tháng 11 này anh chị cho dù là những tuần thứ nhất tuần thứ hai tuần thứ ba Việt Nam Index có phục hồi hay chăng nữa đó nhưng mà khi cái trạng thái khách sạn này nó chưa được à, được phá cái thế khách sạn này đi Thì có thể là cái tuần cuối cùng của tháng 11 nó vẫn sẽ là một cái tuần điều chỉnh Đó anh chị mình lưu ý Thì có thể là cái tuần tới có tuần tới là cái tuần điều chỉnh ngay Nhưng cũng có thể là tuần thứ hai tuần thứ ba hoặc là tuần cuối cùng của tháng 11 Đó khi mà trạng thái khách sạn này nó nó vẫn còn Và để cái trạng thái khách sạn này nó 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 hết Thì chắc hẳn rằng là phải sang tháng 12 đó, bởi vì 4 tuần mà anh chị 4 tuần thì đương nhiên rồi 4 tuần thì chắc chắn rằng là Là nó đã kéo hết cả cái tháng 11 rồi Và sang tháng 12 Sang tháng 12 Thì cho dù cái điều chỉnh này chăng nữa Nhưng cái phần sang tháng 12 rồi thì cái vùng mây này Nó đang hướng lên như vậy Hướng lên Đó thì Việt Nam Index có điều chỉnh sâu thì vẫn được cái vùng mây này nó đỡ đó. Nhưng tuy nhiên đều để mà cái kịch bản tích cực Và nó sẽ thuận lợi nhất cho thị trường Trong cả cái tháng 11 và tháng 12 nữa Thì có lẽ rằng nó phải phản ứng xong với khách sạn khung tuần đó. Về rồi khách sạn khung tuần Sau đó là lại bật tăng và tăng lên thì nó sẽ có những cái tháng có những cái tuần giao dịch tích cực hơn rất là nhiều nhà anh chị và hôm nay thì cũng là cái phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10 rồi ngày hôm nay thì thị trường tích cực nó đến từ nhóm dầu khí nó đến từ nhóm ngân hàng việc công banh hôm nay kéo điểm cho điểm số kinh là khá là tích cực anh chị bên cạnh đó thì còn có nhóm chứng khoán nữa vậy thì đã kết thúc một cái tháng 10 rồi chúng ta cùng điểm qua vận động của các nhóm ngành À, trong một cái tháng vừa qua nha anh chị Trước tiên chúng ta cùng đến với nhóm ngành ngân hàng Thì với nhóm ngành ngân hàng Cái vận động của nhóm ngành ngân hàng Trong phiên cuối cùng của tháng 10 ngày hôm nay Đó là một cái phiên à, giao dịch Một cái phiên à, cuối tháng 10 rất tích cực Của nhóm ngành ngân hàng Khi mà nhóm à, ngành ngân hàng đã quay trở lại lấy được cái hỗ trợ Và là một cái phiên Kéo à, điểm khá tích cực à, cho thị trường Ngày hôm nay Và à, nhìn về khung tháng Thì đã có 3 tháng thì nhóm ngành ngân hàng Nó lại là tích lũy đi ngang sau một khoảng thời gian trước là luôn luôn có cái trạng thái là trồi sụt liên tục như vậy thì đã có cái trạng thái lũy đi ngang rồi và với một cái tháng 10 vừa qua như vậy và khuyên ngày hôm nay à, chúng ta đã thấy rằng là à, nhóm ngành ngân hàng vẫn giữ được một cái xu hướng nó là đi ngang từ tháng à, 8 tháng 9 và tháng 10 Đó. và trong khung tuần ngày mai nó cũng là một cái phiên cuối tuần rồi thì nhóm ngành ngân hàng khả năng rất là cao vẫn sẽ cho chúng ta một cái phiên đóng đến tuần màu xanh và với cái trạng thái hiện tại trong khung tuần thì nhóm ngành ngân hàng vẫn đang giữ được cái sự tích cực rất là tốt đồng thời rằng là vẫn được cái vùng mây rất là lớn nó đang nâng đỡ điểm số của uh, nhóm ngành ngân hàng như vậy thì kỳ vọng là sang tháng 11 anh chị với cái trạng thái tích lũy trong khung tháng và với cái vùng mây rất là lớn nó đang đỡ trong khung tuần và trong khung ngày thì nhóm ngân hàng lại vừa mới lấy được cái hỗ trợ nữa thì với cái trạng thái tích cực như vậy thì kỳ vọng rằng sang tháng 11 nhóm ngành ngân hàng nó sẽ là một cái nhóm ngành luôn luôn là cái nhóm dẫn đầu và cái nhóm tác động tích cực đến cái điểm số của à, thị, của thị trường và bên cạnh nhóm ngành ngân hàng chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua được cái nhóm ngành đó là ngành chứng khoán thì đã nhóm chứng khoán thì đã có hai phiên ngày hôm nay rồi anh chị đó nó tác động tích cực nhưng tuy là ngày vào chiều ngày hôm qua thì nhóm chứng khoán đã chịu áp lực đó và ngày hôm nay thì nhóm chứng khoán đã quay trở lại đã lấy lại được những số điểm chiết khấu của ngày hôm qua và cho thấy cái vận động của nhóm chứng khoán vẫn đang À, vận động ở cái vùng biên rất là thấp đó là cái vùng biên dưới và vẫn chưa lấy lại được cái hỗ trợ ở trong khung ngày mà nó đã mất đi và bắt đầu vào ngày mai nữa thì cái trạng thái khách sạn của nhóm chứng khoán này nó xuất hiện thì rất là kỳ vọng với cái sự tích cực của đến từ à, nhóm ngân hàng thì nhóm chứng khoán à, sẽ tiếp nối được cái đà tích cực từ phiên ngày hôm nay và sẽ cho chúng ta được những phiên tích cực nữa và vượt và khi lấy lại được cái cái hỗ trợ đó chính là cái vùng cản bây giờ thì nhóm chứng khoán sẽ có những cái phiên giao dịch tích cực hơn nữa chúng ta cùng nhìn về nhóm chứng khoán trong khung tháng nha anh chị bởi vì cái phiên ngày hôm nay nó là cái phiên kế cuối cùng của tháng 10 rồi thì như anh chị mình đã thấy rằng là nhóm chứng khoán ở trong khoảng à, à 6 tháng vừa qua thì nó là một cái khoảng thời gian mà, mà chiết khấu của nhóm chứng khoán và cái tháng 10 này nó là một cái tháng như vậy anh chị và nó cũng đã chiết khấu về đúng cái vùng điểm đó, thấp nhất giống như là cái tháng 7 rồi. Đó anh chị thấy rằng Là à, rất là kỳ vọng sang tháng 11 thì khi mà vùng về vùng biên dưới đó, trong khung tháng mà thì à nhóm chứng khoán nó sẽ quay trở lại được những cái phiên tích cực cũng giống như là cái tháng 8 anh chị, nhóm chứng khoán khá tích cực. Và ở trong khung tuần. Đó, thì nhóm chứng khoán nó cũng đang là vận động ở biên dưới khung tuần. Đó, và khi về biên dưới rồi đó với bốn cái tuần trước là cái tuần điều chỉnh của nhóm chứng khoán thì cái tuần này là cái tuần khi chạm đến bên dưới là có xanh điểm một chút đó thì ngày mai rất khả năng rất là cao nhóm chứng khoán đã sẽ đóng đến tuần với một cái cây nến xanh và với cái tín hiệu như vậy thì nhóm chứng khoán cũng sẽ cho à, chúng ta những những tín hiệu tích cực vào cái tuần tiếp theo hoặc là cái tuần đầu tiên của tháng 11 nha anh chị à, chúng ta cùng đến với nhóm tiếp theo đó là nhóm thép anh chị đó nhóm thép thì à, hiện tại bây giờ cái vận động nhóm thép anh chị mình thấy rằng là nó vẫn là là cái biên vận động tích lũy ở vùng biên dưới thôi. cái thời gian trước anh chị mình thấy rằng là nó nhóm thép, nó có biên vận động và nó đi lên, nó vận động rất là thoáng. nhưng thời gian hiện tại, đó, mặc dù là là, là nó bị chịu cái tác động là kẹt bên dưới mây. Thế nhưng mà thời gian vừa qua anh chị mình thấy rằng cái vùng mây đã nhỏ rồi đúng không ạ? thì nó lại bị kẹt bởi cái ao sen, đó. và vẫn đang tích lũy ở vùng biên dưới. thì cái việc mà nhóm thép nó nó tích lũy rất là lâu ngày như vậy, cộng với thời gian tới và hiện tại nữa thì là cái vùng mây này nó cũng đã là mỏng đi rất là nhiều rồi. Thì nhóm thép khi mà tích lũy đủ, đó anh chị mình thấy là đã, đã có khoảng độ hơn một tuần nhóm thép tích lũy ở vùng biên dưới rồi. Khi tích lũy đủ thì nhóm thép là kỳ vọng rằng sẽ quay trở lại với những cái phiên giao dịch tích cực hơn nữa và chúng ta cùng nhìn về khung tháng của nhóm thép nha anh chị. Nhóm thép đã có tới 5 tháng rồi, 5 tháng điều chỉnh. Khi mà cái tháng tăng mạnh nhất đó chính là vào à, tháng 6. Và tháng 6 đó thì nhóm thép tăng cực mạnh khi nó đã có xu hướng là muốn vượt, bứt phá qua cái cản trong khung tháng chính là cái 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 vùng điểm là 327,3 nhưng mà tuy nhiên chưa vận được chạm vào cái cản khung tháng thì đã bị cái áp lực khá lớn khiến cho uh, cái cái tháng 6 là một cái tháng mà mà có nhóm thép rung lắc rất là lớn và bị bán ngược thì chính vì vậy mà cái trạng thái mà nhóm thép bị áp lực như thế thì nó đã khiến cho những cái tháng tiếp theo của nhóm thép nó chịu cái tác động đó là và cái tháng 7 là cái tháng tiếp tục bị điều chỉnh tuy, tuy nhiên từ cái tháng 8 tháng 9 và tháng 10 đó ba cái tháng À, trở lại đây thì nhóm thép cái biên độ chiết khấu nó đã giảm đi rồi trong cái tháng 10 này thì áp lực của với nhóm thép lại nặng hơn một chút thôi nhưng tuy nhiên nhóm thép nó cũng đã quay trở lại cái vùng vùng điểm khá thấp nó tính từ đầu năm thì với cái vùng điểm tích lũy hiện tại nhóm thép đang đang quay trở lại cái vùng biên tích lũy từ đầu năm rồi thì kỳ vọng rằng nhóm thép nó sẽ có cái lực cầu quay trở lại tốt hơn nữa vào những cái tháng như là 11 và 12 vào khoảng những thời gian cuối năm nhà anh chị và chúng ta cùng nhìn về khung tuần trong khung tuần cũng vậy đó là một cái tuần giao dịch tiếp tục nhóm thép lại vận động rất là thấp dưới cái vùng biên dưới của khung tuần rồi và với trạng thái như vậy thì bây giờ ở trong khung tuần cái cái vùng mây trong khung tuần đối với nhóm thép nó đã hướng lên như vậy rồi thế nhưng mà lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để khiến để là giúp cho nhóm thép nó có thể là tăng điểm tích cực lên đó vậy thì với cái vận động của thị trường hiện tại nó cũng phản ánh rất là là, là rõ nét với nhóm thép thôi, bởi vì thực sự là nhóm thép này vận động rất là yếu. Có lẽ rằng là cái nhóm thép này nó trong bốn nhóm banh chứng thép và bất động sản thì nhóm thép là cái nhóm mà chưa cho thấy được cái sự tích cực. thì bên cạnh đó nhóm ngân hàng đã cho thấy rồi, nhóm bất động sản thì anh chị mình đã thấy rồi đúng không ạ tích cực rồi. thậm chí là nhóm chứng khoán, nhóm chứng khoán thì ngày hôm nay và những phiên trước nữa đã cho thấy sự tích cực rồi. và duy nhất chỉ có nhóm thép thôi là chưa thấy cho uh, cho chúng ta thấy cái sự tích cực của nó, nó mạnh mẽ giống như là ba nhóm là ngân hàng, như là chứng khoán và bất động sản và chúng ta cùng đến với nhóm cuối cùng trong bốn nhóm chính đó là nhóm bất động sản anh chị, đó. thì với phiên giao dịch ngày hôm nay nhóm bất động sản lại tiếp tục gặp cái áp lực đó, áp lực nhưng tuy nhiên áp lực này nó vẫn tác động đến nhóm bất động sản từ những phiên trước rồi, không phải là phiên ngày hôm nay mà nó, nó là mới gặp đâu. thì cái áp lực này nó vẫn là như vậy và cái lực cầu cũng đã quay trở lại với nhóm bất động sản và với cái biên uh, vận động tích lũy khá hẹp như vậy, đó anh chị liên tục là nhóm bất động sản nó chạm tới cái vùng mà cái đường MA15 này trong cái giải Bollinger band là nó gặp cái áp lực đó trong của nhóm bất động sản. Vậy thì cái giải Bollinger band đó nó cũng tương đồng với cái vùng biên dưới cũng là cái vùng cản giao găm của nhóm bất động sản. Thì thực tế là về nhìn, về nhìn tổng số điểm của nhóm bất động sản này nó cũng uh, rất là 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 uh, nó cũng chưa thể hiện được chính xác hoàn toàn cái vận động của nhóm bất động sản bởi vì cái nhóm bất động sản nó luôn luôn bị chi phối và tác động rất là mạnh bởi cái mã cổ phiếu đó là trong nhóm Vingroup đó là Vinhome, đó là đó là Vich, đó là VRE đó là ba cái mã cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup và và đặc biệt nhất đó chính là cái mã Vinhome thì Vinhome đã ở trong những phiên gần đây nó chịu sự tác động rất là lớn mặc dù nhóm bất động sản thì uh, trong cái nhóm này có uh, DIG, có đất xanh, có sale, có nhà từ liêm, Novaland đó nó vẫn có tích cực nhưng mà chịu cái sự tác động của Vinhome khiến cho cái điểm số cả nhóm nó nó khó tăng xanh được nhưng mà nhìn về cái điểm số này nó cũng chưa thể hiện đầy đủ cái cái tích cực của nhóm bất động sản thì chúng ta cùng nhìn về những cái mã cổ phiếu như là Vich này như là uh, à, xin lỗi như là là DIG như là đất xanh uh, như là PDR nhà từ liêm đó nó vẫn đã có giữ được sắc xanh như vậy thì đương nhiên rằng là nhóm bất động sản đó nó vẫn đã đang có một cái vận động khá tích cực nhà anh chị À, và trong cung tháng. Cung tháng này bất động sản là trong cái tháng 10 này nó chịu tác động khá nhiều đến từ cái mã cổ phiếu đó là Vinhome. À, thì với cái vận động như vậy thì nhóm bất động sản nó vẫn đang trong cái giai đoạn tích lũy thôi trong cung tháng. À, và trong cung tuần. Cung tuần nữa, à, không cung tuần thì tiếp tục nó vẫn là đang tích lũy cái vùng biên dưới và à, khi tích lũy đủ, nó khi mà cái 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 sự uh, tích lũy nó đã đã đã, đã cho uh, là tích cực hơn thời gian trước. Đồng thời thời gian tới nếu như mà nó cái sự áp lực đến từ những cái mã cổ phiếu nó tác động mạnh đến cái nhóm này như là Vinhome nó bớt đi và lực cầu quay trở lại tốt hơn nữa thì nhóm bất động sản nó sẽ quay trở lại tích cực cũng giống như là những cái phiên vừa qua bất động sản khá tích cực và rất là nhiều anh chị mình kỳ vọng bất động sản nó sẽ là là một cái nhóm mà đứng lên là níu giữ cũng như là nâng đỡ cái điểm số cho thị trường thì vừa rồi là những chia sẻ của em đó là sau phiên giao dịch ngày hôm nay đó. và với những cái cái vận động của thị trường như vậy vận động của nhóm ngành như vậy thì em đã đưa ra được những cái kịch bản cũng như là nhận định về xu hướng sắp tới của Việt Nam Index Và chúng ta cũng điểm qua một chút ở bên nhóm viên 30 anh chị nhé <laughs> Với nhóm viên 30 thì trong khung ngày trạng thái khách sạn nó đã xuất hiện rồi Thì ngày hôm nay cũng là một cái phiên mà nhóm viên 30 có sự hồi phục khá tích cực Và ở trong khung tuần đó thì anh chị mình nhận thấy rằng là Với cái vận động khá giống với bên cơ sở thì bên viên 30 nó bắt đầu là có phản ứng với khách sạn ở trong tuần rồi chạm về từ khách sạn rồi anh chị nhưng tuy nhiên vẫn chưa bị cái sự uh, tác động kéo điểm mạnh mẽ uh, kéo điểm xuống từ khách sạn này và với một cái uh, cây nến tháng là bị điều chỉnh nó sau uh, liên tục ở những cái tháng tích cực của nhóm viên 30 thì khi mà cái nhóm viên uh, viên 30 này trong tháng uh, 10 vừa qua nó chạm tới cái vùng là 1373 và chưa đồng đến thành công thì ở cái vùng điểm này cũng chính là cái vùng rung lắc rất là lớn đối với viên 30 và cái, khi mà sang tháng 11 anh chị VN30 nó đã thoát ra khỏi cái vùng mây này rồi Thì đồng nghĩa với cái việc là à, Nó sẽ là là tăng điểm Nó cũng dễ hơn nhưng mà đồng thời Khi mà có bị sự chiết khấu để mà Được cái vùng mây này đỡ điểm nơi chăng nữa thì nó phải cũng Là phải giảm rất là sâu Thì đó là cái xu hướng của à, VN30 Trong những tháng tới nha anh chị Và trong khung tuần đặc biệt anh chị mình lưu ý Nhóm VN30 với cái trạng thái Khách sạn khung tuần này nó cũng còn à, Tồn tại khá lâu cụ thể là còn 4 tuần nữa Nó cũng rất là giống với bên à, cơ sở thôi À, thì khi mà cái khách sạn này nó vẫn còn mà đặc biệt là nhóm viên 30 nó mới mới chạm về à, khách sạn thôi mới chạm về thì khả năng rất là cao nó sẽ còn tiếp tục phản ứng với cái trạng thái khách sạn này trong cung tuần nha anh chị à, Ok chúng ta cùng uh, đi qua một chút bên nhóm phái sinh nha anh chị thì nhóm phái sinh ngày hôm nay là uh, cũng là một cái phiên hồi phục khá tích cực nó đã quay trở lại được cái vùng biên dưới và với cái uh, sự tác động tích cực đến từ khách sạn khung ngày thì nhóm phái sinh ngày hôm nay cũng là một cái phiên phục hồi đó, và à, cũng gặp một chút áp lực khi mà chạm đến cái vùng 1348. nhưng tuy nhiên áp lực này nó à, không nhiều và nhóm phái sinh vẫn đóng đến với một cây nến xoay và ở trong khung tuần này, anh chị trong khung tuần thì nhóm phái sinh cũng rất tương đồng với cái trạng thái và nhóm à, của nhóm viên 30 nó cũng đã là là chạm tới khách sạn à, trong khung tuần rồi và và cái trạng thái khách sạn này nó cũng còn là tồn tại đến 4 tuần nữa và nếu như trong một chiều hướng mà bị điều chỉnh mà kéo về khách sạn khung tuần đó, thì khả năng à, À, trong những 4 tuần tới nó vẫn còn khả năng là bị điều chỉnh nha anh chị và trong khung tháng thì nhóm viên ba xin lỗi nhóm ma à, phái sinh nó cũng rất là, là tương đồng với cái nhóm viên 30 cũng là một trạng thái à, như vậy và trong cái khung tháng và tháng tới tháng 11 này nếu mà Việt Nam Index nó bị điều chỉnh như chăng nữa à xin lỗi mà nhóm phái sinh bị điều chỉnh như chăng nữa thì khả năng điều chỉnh khá, khá là sâu bởi vì điều chỉnh xuống sâu thì cái cái, cái vùng mây cái biên mây này nó bị hướng xuống dưới như vậy nó phải điều chỉnh sâu nữa thì mới chạm mây thì khi ấy nhóm uh, phái sinh nó mới kích dựng được cái sự nâng đỡ của cái vùng mây này thì đó là những cái vận động của thị trường đó là cái phiên cuối cùng của tháng 10 mà vừa rồi em đã chia sẻ lên quý anh chị mình từ uh, ba nhóm uh, ba sản chứng khoán từ cơ sở đến viên 30 và phái sinh rồi uh, vận động của nhóm ngành từ uh, banh chứng thép và bất động sản và cũng đã đưa ra được những góc nhìn những, uh, những kịch bản và những dự báo cho xu hướng sắp tới của Vietnam Index thì anh chị Bình nếu cảm thấy cách phân tích, cách nhận định của em nó dễ hiểu và hữu ích thì anh chị Bình hãy để lại cho em những lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha anh chị. Và anh chị Bình quan tâm thì có thể là à, à, trở về với zoom cộng đồng của em bằng cách là mở app Zalo lên và quét cái mã QR trên màn hình. Và từ đó anh chị Bình sẽ được hướng về cái zoom cộng đồng của em trong thủy để chúng ta cùng vào cùng cập nhật thị trường em sẽ gửi đến quý chị mình những cái mã cổ phiếu tiềm năng cũng như là cái vận động của thị trường ngay trong phiên giao dịch nhà anh chị thì cảm ơn quý chị đã quan tâm và theo dõi video của em ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại quý chị